đến lấy đồ ăn thôi nào, gấu đen đáng ghét kia, mau đi đi, biến đi. Ngủ đông mấy tháng trời, giờ những thứ trên con đường này đều là của tôi nhé. <cười> <cười> trời ơi đến rồi, cướp đến rồi. Dù sao nó cũng là một miếng thịt ngon, hãy mang nó về chén tôi nào con trai. Nếu thích hãy like, share, subscribe ủng hộ tin mình với nhé.